Đờ, xin chào các bạn thì hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn cách mà chúng ta có thể là mở cái đuôi nó có cái đuôi như thế này à chấm m m P thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta đọc cái đuôi này nhé thì đọc cái đuôi này để đọc được cái đuôi này các bạn cần phải tải một cái chương trình đọc nó thì ở đây mình sẽ dẫn hướng dẫn cho các bạn cái chương trình đó là macwell ở trong ngày các bạn uh, đào về sử dụng 30 ngày uh, miễn phí sau khi mà chúng ta nhấn vô đào miễn phí thì nó sẽ uh, bắt chúng ta tạo một cái tài khoản thì ở đây mình sẽ đăng nhập bằng cái Google rồi ở đây chúng mình sẽ đào về dành cho Windows này trong này nó có có thể nó là nhóm Mac này. đây mình sẽ dành cho Windows đào về thì clip mình uh, hướng dẫn các bạn là đọc cái đuôi là chấm m m a p ở tải về được rồi chúng ta nhấn đúp vô để chúng ta cài chương trình này vô chúng ta chặn nét nhé ok rồi sau khi khai xong chúng ta ra màn hình desktop chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng là cái chương trình này chúng ta nhấn đúp vô ở trong này nó cần chúng ta là login vô, chúng ta login vô nha chúng ta chọn tài khoản Google lúc nay chúng ta mới tạo tài khoản đó. đây Ok bây giờ mình đã login được sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ vô phần mà phần file này phần file chúng ta inbox vô từ cái phần này in bọc vô chúng ta chọn cái file mà có đuôi chấm m, -m ap ta mở lên ở đây chúng ta sẽ ít bọc nó ra một cái cái lời mà chúng ta cần lưu ví dụ như là mình sẽ cho vào tải xuống này tạo cái thư mục mới là dữ liệu tạo dữ liệu đấy nha ok chúng ta nhấn ok ở đây thì nó đã hiện ra chúng ta một cái bảng mà có cái file là mm.map đó. Đây là cái file mà mình đã mở à, khi mà chúng ta rê chuột vô những cái biểu đồ, đồ này thì nó sẽ ra này, đó. Đó. Rồi. Chúng ta vô cái phần mà chúng ta x bọc nó ra cái phần mà tải này, dữ liệu đúng không? Thì các dữ liệu thì nó đã được x à, bọc ra đây. Thì các bạn có thể là đọc từng file hoặc là chúng ta vô cái phần mà, cái chương trình này để chúng ta xem à, từng cái, nó xếp thứ tự như thế này. Rồi, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với cái chương trình à, à, xem cái tài liệu này.